Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Rất căng nếu Xuân Trường, Hoàng Đức, Văn Đức cùng lấp tuyến giữa tuyển Việt Nam. Trong trận đấu tập thứ 2 với U22 Việt Nam cách đây vài ngày, Xuân Trường, Hoàng Đức, Văn Đức được bố trí là bộ ba tiền vệ. Liệu đây có thể trở thành phương án mà ông Park hướng đến cho tuyến giữa của tuyển Việt Nam trong thời gian tới? Tuyển Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mà trước mắt là hai trận gặp đội Ả Rập Xê Út trên sân khách và gặp Úc trên sân Mỹ Đình. Ở hai trận cuối cùng thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thi đấu tập trung ở UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng liên tục cặp Hoàng Đức, Xuân Trường ở hàng tiền vệ. Ngoài ra, ông yêu cầu Văn Đức thường xuyên lùi sâu, hỗ trợ tuyến giữa, tạo bộ ba tiền vệ trung tâm cho tuyển Việt Nam. Trong những buổi tập gần đây, và đặc biệt là trận đấu tập nội bộ với U22 Việt Nam, bộ ba này được đặt phía dưới hai tiền đạo Tuấn Hải và Tiến Linh. Trong bối cảnh không thể có Hùng Dũng, tiền vệ có thể chơi tốt cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công, cộng thêm Tuấn Anh chưa thực sự có thể trạng tốt nhất. Việc sử dụng ba tiền vệ trung tâm về lý thuyết là điều cần thiết với tuyển Việt Nam. Đặc biệt, đội Ả Rập Xê Út rất mạnh ở kiểm soát bóng khu trung tuyến. Về hệ thống ba tiền vệ trung tâm vừa được ông Park thử nghiệm, Xuân Trường sẽ đóng vai trò như Tuấn Anh trước đây. Anh sẽ đá thấp nhất và đảm nhận nhiệm vụ cần thiết. Trong khi đó, Hoàng Đức nhận nhiệm vụ tranh chấp và tổ chức liên lạc với Văn Đức, tiền vệ đá cao nhất ở phía trên. Khi nhận được bóng, Văn Đức sẽ cố gắng sử dụng tốc độ kỹ thuật để tạo ra mối liên kết với Tuấn Hải ở hàng tiền đạo, cùng hậu vệ trái sẽ leo biên để tham gia hỗ trợ phản công khi cần. Tuy nhiên, bộ ba tiền vệ này có những điểm hạn chế. Thứ nhất, Xuân Trường không phải mẫu tiền vệ giỏi thoát pressing tốt như Tuấn Anh. Anh là cầu thủ thiên về điều tiết chứ không thuộc mẫu tiền vệ có thể giảm sức ép tấn công từ đối thủ như Tuấn Anh. Ngoài ra, tư duy phòng ngự khả năng tranh chấp của Xuân Trường chưa thực sự đem đến sự yên tâm, nhất là khi anh vấp phải áp lực đến từ những tiền vệ có đẳng cấp cao tầm châu Á. Ở phía trên, Hoàng Đức là mẫu tiền vệ tổ chức và thiên về tấn công. Anh không phải mẫu tiền vệ mạnh trong tranh chấp và phòng ngự từ xa. Trong khi đó, phong độ của Văn Đức vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Văn Đức đã không thể hiện được khả năng của mình trong vai trò này. Suy cho cùng, việc mất đi một cặp tiền vệ rất ổn định như Tuấn Anh, Hùng Dũng ảnh hưởng không nhỏ đến tuyển Việt Nam bởi những phương án hiện tại, dù đã được ông Park cố về lượng song chưa đảm bảo về chất. Trận Việt Nam-Saudi Arabia bất ngờ có biến, FIFA tạo bất ngờ lớn cho huấn luyện viên Park. Việc công tác tổ chức trận đấu của màn so tài giữa Việt Nam và Saudi Arabia vẫn chưa được AFC và Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia thống nhất có thể sẽ ảnh hưởng đôi chút đến công tác chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Theo thông tin chúng tôi có được từ đồng nghiệp đang công tác tại cơ quan báo chí Saudi Arabia, giờ thi đấu trận Việt Nam và Saudi Arabia sắp tới chưa được thống nhất chính thức. Cụ thể, AFC vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo cụ thể nào về thời gian diễn ra trận đấu kể trên. Và dĩ nhiên, AFC cũng như FIFA hoàn toàn có thể thay đổi thời gian tổ chức màn so tài này so với những gì Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đăng tải trước đó. Trước đó, trang chủ Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia cách đây ít ngày tiết lộ rằng trận đấu giữa tuyển quốc gia nước này và tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 9 giờ địa phương, tức là 0 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đây là khung giờ muộn ở Việt Nam, nhưng lại là khung giờ lý tưởng, điều kiện thời tiết tốt nhất để các cầu thủ thi đấu ở Saudi Arabia. Trước đó, ở 3 trận đấu cuối của vòng loại thứ 2 trên đất UAE, tuyển Việt Nam cũng thi đấu vào khung giờ 23 giờ 45 phút. Tuy vậy, như đã thông tin ở trên, đây chỉ là giờ thi đấu do Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia công bố, chứ chưa phải chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Á. Bởi vì hiện tại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một số quốc gia phải thay đổi kế hoạch tổ chức trận đấu trên sân nhà. Do đó, ban tổ chức chưa chốt được thời gian thi đấu cụ thể của các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Việc giờ thi đấu cụ thể của màn so tài giữa Việt Nam và Saudi Arabia vẫn chưa được AFC và Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia thống nhất có thể ảnh hưởng đôi chút đến công tác chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Bởi lẽ múi giờ là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc thích nghi và sinh hoạt của cầu thủ. Việc thầy trò ông Park Hang-seo có ít thời gian để làm quen với múi giờ tại Saudi Arabia có lẽ sẽ là bài toán khó nữa mà chúng ta cần phải đau đầu suy nghĩ. Tin tiếp theo, Bầu Đức tuyên bố không cần vô địch V-League. Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức khẳng định đội bóng của ông không nhất thiết phải vô địch V-League
và sẽ theo số đông về vấn đề dừng giải. Tôi đã nói nhiều lần rồi, Hoàng Anh Gia Lai chỉ là một trong số các đội, muốn gì phải chờ số đông. Đây là giải đấu của 14 đội bóng chứ không riêng gì Hoàng Anh Gia Lai. Chúng tôi sẽ không có ý kiến về chuyện này. VFF hay VPF cũng không thể tự quy định, ông nhắc lại với Dinh. Vô địch cũng được mà không cũng được, chúng tôi không cần phải giành lấy nó bằng mọi giá. Hoàng Anh Gia Lai từng vô địch rồi, chúng tôi đá cho vui, mọi người vui là được chứ không nhất thiết phải vô địch, Bầu Đức khẳng định. Hôm ngày 21 tháng 8, VFF đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 7, khóa 8. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải chủ trì. Ban chấp hành quyết định dừng các giải chuyên nghiệp gồm V-League 1, V-League 2 và Cúp Quốc gia 2021. VFF giao VPF tổ chức hội nghị để dừng 3 giải đấu. VFF dùng từ dừng giải, vì vậy nhiều khả năng VPF phải lấy ý kiến của 27 đội bóng về việc xác định thứ hạng, 3 suất thi đấu của các cúp châu Á. Các suất lên xuống hạng cũng phải được tính lại so với phương án ban đầu. Hôm ngày 6 tháng 8, VFF từng thông qua phương án tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp của VPF từ tháng 11 năm 2021 với giải V-League 2 và tháng 2 năm 2022 với V-League 1. Đồng thời, VFF đồng ý thay đổi suất lên xuống hạng từ 1,5 xuống còn 1 suất trực tiếp. Thay đổi của VFF đưa các đội bóng xếp đầu Hoàng Anh Gia Lai và đứng chót Sông Lam Nghệ An trước cơ hội và rủi ro. Hoàng Anh Gia Lai có thể vô địch thì Sông Lam Nghệ An cũng có thể bị đánh rớt hạng. VPF sẽ họp lại về các vấn đề trong tuần tới. Đội Viettel đứng ngay sau Hoàng Anh Gia Lai với 3 điểm ít hơn, chưa có phát biểu nào sau khi VFF họp ban chấp hành ngày hôm qua. Họ là đội muốn thi đấu tiếp để tranh ngôi vô địch với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng giờ thì mọi chuyện đảo chiều. Ở góc độ huấn luyện viên Kiatis Satsenamuang, ông chưa từng nói về hai chữ vô địch từ khi tiếp quản đội hồi tháng 12 năm 2020. Nhà cầm quân người Thái Lan nhằm đến suất dự AFC Champions League. Một cách tinh tế, Zico Thái hiểu chỉ đội vô địch mới giành được suất này. VPF chưa đưa ra thông tin chính thức về cuộc họp sắp tới. Đây là lần đầu tiên các giải bóng đá chuyên nghiệp phải dừng nửa chừng. Tin tiếp theo, V-League chính thức dừng, quyết định hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Giải đấu cao nhất cấp độ câu lạc bộ tại Việt Nam đã chính thức dừng lại và đây là quyết định hợp tình hợp lý với các đội bóng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang phức tạp. Hoàng Anh Gia Lai nguy cơ không vô địch. Chiều 21 tháng 8, hàng loạt các trang mạng xã hội truyền thông báo chí tại Việt Nam đăng tải thông tin chung về V-League. VFF đồng ý dừng V-League 2021, đó có lẽ là điều khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi lần đầu tiên giải đấu cao nhất cấp độ câu lạc bộ buộc dừng lại khi đã đi được hơn nửa chặng đường. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức cuộc họp ban chấp hành để giải quyết những bức xúc của một số câu lạc bộ về việc kéo dài giải đấu sang năm 2022, dẫn tới nhiều hệ lụy phát sinh cho các đội bóng. Kết quả đã rõ khi 100% ý kiến đồng ý phương án khép lại mùa giải 2021 ở thời điểm này. Trong thời gian tới đây, VPF tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến các đội về những vấn đề liên quan. Điển hình trong đó là việc câu lạc bộ nào thi đấu AFC Champions League hay AFC Cup ở mùa giải năm sau. Thông tin về việc dừng V-League 2021 khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khi mùa giải năm nay họ thi đấu cực kỳ thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Kiatisak. Đội bóng Phố Núi đang đứng đầu bảng xếp hạng và mong muốn dành tặng chiếc cúp vô địch cho chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nhân dịp kỷ niệm 20 năm làm bóng đá của ông. Tuy nhiên, nếu V-League 2021 hủy bỏ các kết quả thì Hoàng Anh Gia Lai không thể có cơ hội lên ngôi vô địch. Các cầu thủ đã từng cùng nhau dành cả thanh xuân để trụ hạng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất ở mùa giải năm nay. Đây có lẽ là nốt trầm lớn trong sự nghiệp của những công phượng Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, khi rất có thể mùa giải tới họ khó lòng được thi đấu chung đội bóng. VPF hay VFF sẽ lắng nghe ý kiến từ các đội bóng tham gia để đưa ra những quyết định. Rất khó để hài lòng được tất cả, chắc chắn có thêm những tranh cãi, nhưng điều đó không thể tránh khỏi. Quyết định đúng đắn. Tính đến lúc này, dịch COVID-19 tại các địa phương hết sức phức tạp và khó lường do xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới. Bởi vậy mà trước đó, VFF đã chốt phương án lùi lịch để các giải bóng đá chuyên nghiệp tới hết năm đảm bảo công tác chống dịch, mà trong đó trọng tâm là việc tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng như AFF Cup. Tuy nhiên, cách giải quyết này vẫn dấy lên sự bức xúc vì nhiều vấn đề khúc mắc chưa được tháo gỡ, đặc biệt là khó khăn về tài chính của các câu lạc bộ. Một số đội bóng như Nam Định, Hải Phòng ước tính thiệt hại nặng nề và con số có thể lên tới 15 đến 20 tỷ nếu V-League 2021 hoãn tới tháng 2 năm 2022. Bị đát hơn cả, câu lạc bộ Than Quảng Ninh, họ tiếp tục nợ lương các cầu thủ.
Dĩ nhiên, cả VPF, VFF cũng khó có thể hỗ trợ kinh phí cho các đội bóng, nên việc dừng V-League là phương án được tính tới, thuận cả đôi đường, thay vì quyết định như trước đó. Đặc biệt trong thời gian gần đây, VPF phải chịu sức ép từ các câu lạc bộ, trong đó phải kể tới câu lạc bộ Hải Phòng của Chủ tịch Văn Trần Hoàn. Sự phản ứng mạnh mẽ và có phần cứng rắn từ bầu Hoàn dẫn đến sự thay đổi lớn đối với công tác vận hành giải đấu. Dừng V-League khiến mọi xích mích như được xoa dịu. Tuy nhiên, hệ lụy của nó vẫn là không nhỏ. Khi giải đấu chính thức dừng lại, VPF sẽ phải đền bù hợp đồng tài trợ đã ký, đồng thời khó khăn trong việc kêu gọi tài trợ ở mùa giải năm sau. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, nhiều câu lạc bộ xả trại cho cầu thủ về địa phương, điều này khiến họ không thể duy trì phong độ thể trạng tốt vì mất thời gian dài không tập luyện. Buồn hơn cả là việc các cầu thủ phải đi làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rất khó để có phương án tốt trong bối cảnh hiện tại và dịch bệnh đã khiến mọi thứ đi theo chiều hướng xấu. Cùng chờ đợi vào những diễn biến tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!